Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng, 20 tháng 5 năm 1924, 20 tháng 5 năm 2024, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng. Chiều nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Đồng chí Đào Duy Tùng, người cộng sản kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng. Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm làm rõ những hoạt động cống hiến to lớn của đồng chí Đào Duy Tùng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tấm gương đạo đức cách mạng của các thế hệ đi trước đối với thế hệ hôm nay, góp phần thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được hơn 40 bản báo cáo, tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban ngành Trung ương, Hà Nội và các nhà khoa học. Hội thảo đã khẳng định gần 40 năm trực tiếp làm công tác tư tưởng, lý luận, đồng chí Đào Duy Tùng vừa là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực công tác đặc biệt quan trọng, khó khăn, phức tạp này, vừa là nhà lý luận xuất sắc. Đồng chí có nhiều công trình, tác phẩm mang giá trị lý luận cao, tổng kết sâu sắc thực tiễn cách mạng Việt Nam. Các công trình lý luận cùng những hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí đã góp phần rất lớn hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Ngày hôm nay tại thành phố Huế, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, thực hiện các giá trị văn hóa, con người Thừa Thiên Huế. 30 tham luận của các đại biểu đã đi sâu, phân tích nhiều vấn đề về giá trị và hệ giá trị quốc gia, làm rõ những đặc điểm, vai trò của các giá trị cốt lõi trong chuẩn mực con người hiện nay được thể hiện ở khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Từ đó nêu lên thực trạng, khó khăn mà nhiều địa phương đang gặp phải trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, con người thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ gồm 14 tỉnh thành ven biển, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, chiếm 20,8% dân số cả nước, là nơi sinh sống của hơn 50 dân tộc anh em. Những giá trị văn hóa truyền thống và những đức tính của con người nơi đây mang đậm nét giá trị văn hóa của con người Việt Nam, với lòng yêu nước nồng nàn, khí phách hiên ngang, kiên cường, sống thủy chung, trọng nghĩa tình và thông minh sáng tạo trong xây dựng đất nước. Chiều nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có buổi tiếp ông Lee Sang-gul, Phó Chủ tịch, Giám đốc điều hành tập đoàn Hyosung của Hàn Quốc. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái hoan nghênh và ủng hộ các dự định mở rộng đầu tư của tập đoàn Hyosung trong các lĩnh vực công nghiệp nguyên vật liệu, hệ thống điện công nghiệp, trung tâm dữ liệu, sản xuất máy ATM tại Việt Nam. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, coi trọng cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp FDI nói chung cũng như tập đoàn Hyosung hoạt động sản xuất kinh doanh lâu dài tại Việt Nam và sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án của tập đoàn đầu tư hiệu quả, phát triển bền vững. Trong khuôn khổ tháng công nhân năm 2024, hôm nay Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp để gặp gỡ, lắng nghe và chia sẻ ý kiến của doanh nghiệp đối với hoạt động công đoàn thành phố. Dự thảo luật đang được sửa đổi như luật Việc làm, luật bảo hiểm xã hội, luật công đoàn và các chính sách của Thành phố Hồ Chí Minh như thay đổi cách tính thuế thu nhập cá nhân, các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, nghiên cứu chính sách hỗ trợ để công nhân, người lao động tiếp cận được dự án nhà ở xã hội. Chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp là dịp để lãnh đạo thành phố, công đoàn thành phố gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ, góp ý của các doanh nghiệp để kịp thời đề xuất, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất và chăm lo cho người lao động.